Chào các bạn, bữa nay thì thầy sẽ trình bày cái cách thức mà kết nối dây của BT100 2 dây, 3 dây, 4 dây cũng như cái nguyên tắc kết nối của nó. Thì khi các bạn lên trên mạng tìm về BT100 2 dây á, bạn sẽ thấy nó sẽ gồm một cái thanh kim loại thật là dài. Bên trong cái thanh này chỉ là cái thanh mà bao bên ngoài thôi, còn bên trong của cái thanh này là một cái con BT100. Một cái cấu kiện làm bằng platin ha. Ở đây nó sẽ có một cái cọng dây rất là dài. Cọng dây nhựa rất là dài, bên trong nó là hai cái dây. Một dây là màu đỏ và một dây là màu xanh. Thường thường là màu đỏ màu xanh nha, thầy không biết nó có thể kết nối màu nào khác không. Đó là BT100 2 dây, còn đối với BT100 3 dây á thì nó cũng như vậy. Ở đây là một cái thanh mà chuyển nhiệt thôi, bên trong nó là một cái miếng kim loại bằng platin. Và ở ngoài này á là cái đầu kết nối và nó gắn với một cọng dây rất là dài. Cọng dây đó đưa ra ba đầu dây. BT100 3 dây á thì có thể là màu đỏ, màu xanh hoặc là màu đỏ, màu xanh ha. Còn BT100 4 dây nó cũng kết cấu tương tự và nó đưa ra bốn đầu dây là hai đầu dây, ví dụ như đỏ đỏ xanh xanh. Thì như mình biết BT100 nó là một cái điện trở, điện trở thì chỉ có hai dây thôi đúng không, hai đầu ra thôi, hai cái đầu của điện trở là chỉ có hai đầu thôi, thì tại sao nó lại xuất hiện ra BT100 3 dây, BT100 4 dây, và nếu mà BT100 3 dây hoặc là BT100 4 dây thì kết nối như thế nào, mình sẽ trình bày cái phần đó ha. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ lại cái nguyên tắc chuyển đổi nhiệt độ của con BT100 ha. Con BT100 nó là một con nhiệt điện trở và nó sẽ có giá trị điện trở thay đổi khi mà nhiệt độ nó thay đổi ha. Nhiệt độ cần đo mà thay đổi thì điện trở của con BT100 sẽ thay đổi tương ứng. Thì cái điện trở của con BT100 nó sẽ gần như sấp xỉ với công thức là R0 1 cộng alpha T. Thực ra là còn cộng nhiều thành phần với nhau chỗ này lắm, nhưng mà có điều do những thành phần đó nó quá nhỏ so với 1 cộng alpha T cho nên mình bỏ hết, mình coi như là R0 nhân cho 1 cộng alpha T. Trong đó R0 này là cái điện trở của BT100 khi mà nó ở 0 độ C. Thì BT100 thì em thấy chữ 100 ở đây không, 100 đó chính là nhiệt độ của BT của cái cảm biến đó khi mà ở 0 độ C. BT100 sẽ có điện trở tại 0 độ C là 100 ôm, BT1000 thì sẽ có cái điện trở của nó tại 0 độ C là 1000 ôm. BT100 thì R0 bằng 100 ôm. Alpha này nó tương ứng với cái chất liệu mà làm nên cái con BT100 này, đó là platin ha. Thì do làm bằng platin chữ PT này nè, cho nên cái alpha của nó sẽ bằng 3,91 nhân 10 mũ trừ 3, đơn vị là 1 trên độ C. Nó là constant luôn. Còn nếu mà không phải BT mà là một cái kim loại khác hoặc là cái chất liệu khác á, thì cái alpha này sẽ thay đổi ha. Thì như vậy mình sẽ có cái điện trở của BT100 nó thay đổi một cách tuyến tính theo nhiệt độ cần đo, tại vì R0 là constant, alpha là constant rồi. Cho nên mình coi như là cái điện trở của BT100 sẽ thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ cần đo. Thì cái BT100 nó ưu điểm được dùng trong công nghiệp á, là thứ nhất là cái khoảng đo nó rất là rộng, thứ hai nữa là cái chuyển đổi nhiệt độ của nó là tuyến tính, cho nên nó là quá trình tính toán sẽ dễ dàng hơn. Còn như cặp nhiệt ngẫu á, thì cái giá trị nhiệt độ cần đo và cái điện áp đưa về nó sẽ không có tuyến tính, cho nên mình phải lập một cái bảng tra. Thì như mình thấy đó là cái điện trở của BT100 nó sẽ thay đổi tương ứng với cái nhiệt độ cần đo theo công thức này ha. Tuy nhiên khi các bạn cần đưa cái tín hiệu vào tín hiệu cảm biến về cái vi xử lý hoặc là cục BLC á thì bạn không thể đưa giá trị điện trở được, nó là một giá trị thụ động. Cho nên bạn sẽ chuyển đổi giá trị điện trở đó về giá trị điện áp. Ở đây khi mà mình cấp nguồn cho BT100 mình sẽ cấp một cái nguồn dòng constant. Nguồn dòng đó ví dụ như là 1 mA. Constant không đổi thì lúc này mình sẽ có điện áp của hai đầu BT100 á là V BT100 sẽ bằng là 0,1 nhân cho 1 cộng alpha T với nguồn dòng bằng 1 mA nha. 1 mA là 10 mũ trừ 3 ampe mà đem nhân với 100 ở chỗ này ha, thì nó sẽ được là 0,1. Thì mình sẽ được cái điện áp này nó tỷ lệ thuận với cái nhiệt độ cần đo, và cái điện áp này sẽ được đưa vào vi xử lý hoặc là BLC để mà mình biết được, mình đo được, mình biết được cái nhiệt độ mà cảm biến được là bao nhiêu. Tất nhiên các bạn nên nhớ rằng cái nguồn dòng này các bạn cấp nguồn dòng nhỏ nhỏ thôi nha. Còn các bạn mà cấp nguồn dòng lớn quá, ví dụ như 5 mA, 10 mA thì có thể nó xảy ra cái hiện tượng tự nung. Hiện tượng tự nung đó là cái hiện tượng mà BT100 nó đo một cái nhiệt độ nhưng mà bản thân cái nguồn dòng mà nó cấp cho BT100 nó làm nóng cái điện trở BT100, làm cái điện tử trở BT100 nó nóng hơn cả cái nhiệt độ mà nó cần cảm biến nữa. Đó là hiện tượng tự nung thì nó dẫn tới là sai lệch khi đo. Cho nên mình cố gắng mình cấp một cái nguồn dòng nhỏ thôi, nguồn dòng con constant nhỏ thôi để mà cho cái BT100 này nó không có bị nóng lên nhiều, nó không có bị nóng lên nhiều làm ảnh hưởng tới cái nhiệt độ mà nó cần cảm biến. Ví dụ như nó đo nhiệt độ là
80 độ C, nhưng mà bản thân nó đã nóng hơn 80 độ C rồi thì nó cảm biến về là độ cảm biến cái nhiệt độ nóng hơn đó, chứ không phải là cảm biến 80 độ C nữa. Như vậy thì mình tín hiệu nhiệt độ mình đo về nó sẽ bị sai ha. Thì nguồn dòng nhỏ mình sẽ chọn ví dụ như là 1 mA, thì chỗ này điện áp hai đầu BT100 sẽ là 0,1 nhân 1 cộng alpha T, đơn vị là volt. Và các bạn nên nhớ là cái BT100 này của mình á, mình để cái nơi cần đo nhiệt độ. Còn cái chỗ mà mình thu thập dữ liệu giám sát hoặc là cục BIOC hoặc là vi xử lý của mình sẽ ở xa đó rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mấy cái cảm biến BT100 mình mua về nó có cái đầu dây rất là dài, thường là có đầu dây rất là dài, là để là mình cắm cái BT100 đó ở cái lò cần đo, và cái đầu kia thì được nối rất là dài tới cái nơi mà thu thập dữ liệu hoặc là giám sát. Ví dụ như trường hợp mà BT100 2 dây đi ha, thì mình có cái BT100 cắm ở chỗ mà cần đo nhiệt độ, và cái dây của nó rất là dài. À, nó sẽ đưa ra hai cái đầu dây là đầu dây đỏ hoặc là dây xanh, có một số cái cảm biến thì nó là dây đỏ hoặc là dây trắng tùy ha, hai màu dây khác nhau. Thì để mà cho cái BT100 này nó xuất ra cái điện áp thì mình sẽ cấp một cái nguồn dòng constant, ví dụ như 1 mA chỗ này nè, mình đưa vào đầu dây đỏ, và mình sẽ cũng ngay tại vào đầu dây đỏ và đầu dây còn lại thì mình sẽ lấy một cái VOM để mình đo cái điện áp. Thì theo mình biết thì có điện áp này sẽ là cái điện áp mà BT100 báo về. BT100 báo về như vậy thì mình sẽ biết được cái điện áp hai đầu BT100 và dẫn tới mình biết được cái nhiệt độ cần đo. Tuy nhiên các bạn lưu ý đó là đối với trường hợp mà BT100 2 dây á, thì cái dây này nó rất dài, cho nên ở đây nó sẽ xuất hiện điện trở dây. Xuất hiện điện trở dây là R dây ha. Như vậy á là cái điện áp mà mình đo được ở đây nè, bên cạnh cái điện áp thực sự ở hai đầu BT100, nó sẽ xuất hiện hai cái điện áp ở trên hai cái đầu dây này. Tại vì cái nguồn dòng này của mình là 1 mA, ở đây có một cái điện trở dây đáng kể, cho nên nó sẽ có một cái điện áp đáng kể xuất hiện trên cái đầu dây này, và một cái điện áp cũng đáng kể xuất hiện ở đầu dây này. Do đó mình đo cái điện áp ở đây nó đã bị sai lệch rồi, nó không phải là cái điện áp thực sự ở hai đầu BT100, mà nó đã bao gồm thêm hai cái điện trở, hai hai cái điện áp sai lệch ở đây. Do đó BT100 2 dây, nếu mà bạn kết nối bạn đo thì bạn sẽ chấp nhận một cái lượng sai số do cái điện trở dây dẫn nó quá dài nó gây ra. Như là cái V đo của mình bên cạnh cái V BT100 thực sự, nó còn cộng thêm hai lần VR dây ở đây, một cái VR dây nè, một cái này là một cái VR dây thứ hai. Thì cái hai lần cái VR dây này sẽ là cái sai số mà mình cần muốn triệt tiêu, nhưng mình không có cách chi triệt tiêu được, bởi vì chỉ có hai đầu dây đỏ và xanh thôi, mình buộc lòng phải cấp cái nguồn dòng và mình đo điện áp cũng trên cùng cái đầu dây ha. Cho thầy bổ sung lại nha, ở chỗ BT100 2 dây á thì cái nguồn dòng nó đi vào dây một cái đầu dây đỏ ví dụ vậy, nó đi qua BT100 xong rồi nó sẽ đi tới đầu dây xanh, và đầu dây xanh là vừa được nối với VOM mà vừa được nối với cái GND nha, có nghĩa là nguồn dòng nó sẽ chạy qua BT100 rồi xuống GND ha. Còn VOM cũng sẽ được mắc trực tiếp trên cái đầu dây đỏ và đầu dây xanh này, cho nên nó hứng cả cái điện áp thực sự trên hai đầu BT100 và cái điện áp rơi trên dây dẫn luôn ha. Thầy khi nãy thầy quên cái chỗ GND chỗ này ha, các bạn thêm vô cho thầy. Thì cải tiến hơn so với BT100 2 giây sẽ là BT100 3 giây. BT100 3 giây thì như thế nào? Ví dụ như nó có hai đầu dây cùng màu là đầu dây đỏ và đầu dây còn lại là đầu dây xanh. Thì lúc này á, đầu dây đỏ nó cũng có R dây. Đầu dây đỏ còn lại nó có một cái R dây nữa. Rồi đầu dây xanh nó có cái R dây. Nguồn dòng chạy vào một dây đỏ. Xong rồi được cấp cho BT100. Rồi xuống GND ha. Còn cái dây đỏ còn lại thì mình sẽ được nối với VOM, một dụng cụ đo nào đó, hoặc là gắn trực tiếp vô vi xử lý, và cái VOM cái đầu còn lại được gắn chung với đầu dây xanh với GND. Thì lúc này bạn thấy rằng lúc này cái V đo của mình á, V đo của mình nó sẽ bằng V của BT100 thực sự V của BT100 thực sự ha, cộng với một cái VR dây chỗ này. Khi nãy là tới hai VR dây lận, bây giờ chỉ còn lại một VR dây thôi. Và cộng với cái điện áp ở chỗ này. Mà các bạn nên nhớ nè, cái nguồn dòng nó chạy vô đây, nó chạy qua BT100, sẽ có một cái nguồn dòng nó chạy qua đây, nhưng mà ở đây do mình gắn VOM chỗ này rồi, mà khi mà mình đo điện áp á, thì cái dòng điện đi vào VOM là không đáng kể, cho nên cái dòng điện đi qua cái dây dẫn chỗ này nè là coi như không đáng kể, coi như bằng không luôn. Cái dòng điện đi qua đây coi như bằng không. Dòng điện mà mình cấp thực sự vô
con BT100, cái nguồn dòng này nó sẽ chạy thẳng xuống, nó vô đây luôn, chứ nó không có tẻ qua đây, tại vì cái nguồn dòng, cái dòng ở đây nó không đáng kể, do mình nói vô đây vô VOM mà, ha, cho nên cái dòng đi qua đây là không đáng kể. Dòng đi qua đây không đáng kể mà nó nhân cho RJ, RJ cũng không lớn, thành ra là cái điện áp này bằng không, ha, điện áp hai cái đầu này bằng không. Như vậy là điện áp mình cần đo sẽ bằng điện áp hai đầu này cộng lại cho BT100 rồi cộng cho điện áp chỗ này. Điện áp chỗ này thì không triệt tiêu được tại vì nguồn dòng nó đi thẳng qua đây luôn. Còn điện áp ở chỗ chỗ này thì triệt tiêu được tại vì nó đi không, nó dòng dòng điện không đáng kể bởi vì nó đi qua vôn kế mà. Cho nên V đo của mình lúc này là VBT100 cộng cho một cái VRJ thôi. Nên nó giảm được một cái sai số. Khi nãy là tới hai cái sai số, bây giờ chỉ còn lại một sai số thôi. Ha. Chỗ này nè, V đo nó sẽ bằng VBT100 cộng cho 2 VRJ. Còn bây giờ chỉ còn lại một VRJ thôi. Ha. À, nguồn dòng nè, ví dụ nguồn dòng là nguồn dòng Y đi. Nguồn dòng ở đây cũng coi như là nguồn dòng Y luôn. Ha. Còn dòng điện qua đây gần như bằng không. Tại vì nối với vôn kế. Ha. Còn đối với trường hợp mà BT140 dây á, thì ví dụ như dây đỏ, dây xanh đi. Ha. Cái dây rất là dài, nên nó xuất hiện các điện trở R dây chỗ này. Nó có 4 cái R dây. Ha. Thì trong trường hợp mà BT140 dây á, thì mình dùng hai dây chỉ để cấp nguồn thôi. Một dây đỏ thì được cấp cái nguồn dòng Y trong xăng, ví dụ như trường hợp khi nãy mình lấy 1 mA, rồi một cái dây xanh á, mình chỉ để cấp cái CND của nguồn dòng thôi ha. Còn hai cái dây còn lại, hai cái dây đỏ dây xanh còn lại thì mình nối vô cái VOM để mình đo cái điện trở trở hai đầu của BT100. Thì bạn thấy rằng cái nguồn dòng nó cấp nó đi qua điện trở R dây này, do là nguồn dòng bằng constant cho nên nó qua cái gì thì nó cũng không có thay đổi cái giá trị của nguồn dòng. Nó qua tới đây thì điện trở nguồn dòng này gần như nó đi qua BT100 hết, còn cái dòng mà nó dòng Y nhỏ mà nó đi qua cái VOM á, nó bị tẻ chỗ này, nó đi qua VOM á, nó rất nhỏ, nó coi như bằng không, tại vì cái dòng điện đi qua VOM á, VOM nó có cái điện trở nội rất là lớn, cho nên cái dòng đi qua nó coi như là không đáng kể, coi như cái dòng Y mà đi qua VOM này là coi như bằng không. Do đó cái áp rơi trên cái con R dây này nó rất là nhỏ, áp rơi này rất là nhỏ ha. Tương tự cái dòng Y này coi như nó chạy nguyên vẹn qua cái BT100 và tới đây thì nó tẻ làm hai nhánh, thì cái nhánh này nè là gần như toàn bộ nguồn dòng này rồi, còn cái dòng Y ở đây nè nó rất là nhỏ, coi như bằng không ha, dòng coi như là bằng không, tại vì là cái điện trở nội của VOM là rất là lớn, thành ra là dòng điện đi trong cái đoạn dây này là bằng không, cho nên cái điện áp trên cái đoạn dây này nè là cũng coi như bằng không luôn. Điện áp trên đoạn dây này coi như bằng không, điện áp trên đoạn dây này coi như bằng không. Cho nên cái điện áp mà VOM nó vôn kế nó đo thực sự chính là điện áp hai đầu của BT100. Cho nên V đo của mình chính là VBT100 luôn, không có sai số. Do đó BT140 dây của mình á, thì nó hạn chế được sai số tốt hơn. Là BT100 2 dây hoặc là 3 dây. 3 dây thì giảm được một nửa sai số, còn 2 dây thì còn nguyên cái sai số dây luôn. Ha. Thì đó là cái nguyên tắc để mà kết nối BT100 2 dây, 3 dây, 4 dây.